Hello mọi người, thì khi mọi người thấy mình lên video về một cái chiếc tai nghe thì chắc các bạn cũng biết là mình sẽ nói về những cái mẫu tai nghe giá rẻ và phù hợp với uh, các bạn học sinh sinh viên ha Bởi vì những cái mẫu tai nghe mà cao cấp hơn thì sẽ có bạn Vũ bên TechLab làm rồi ha Thì uh, đây là mẫu Honor Earbuds X6 mà mình mua được ở trên Shopee cách đây khoảng 3 tuần Và mình đã trải nghiệm xuyên suốt trong 3 tuần qua và đã có thể gửi cho các bạn một bài đánh giá chi tiết về cái mẫu tai nghe này ha rồi thì nói sơ qua một chút quá thì ban đầu á khi mà mình lên shopee mình coi á thì mình để ý con honor earbuds X5 cái từ earbuds nghe đọc nó dài quá cho nên là mình sẽ dùng là X5 X6 cho 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 nó gọn nha các bạn đó, thì ban đầu á thì mình để ý cái con X5 đó bởi vì nó là cái dạng in ear à, mình là một người khá là thích đeo dạng in ear bởi vì nó chống ồn tốt và nó có bán chính hãng tại Việt Nam tuy nhiên thì vô tình mình lại thấy ở một cái shopee ở bên nước ngoài mà nước ngoài chắc là Trung Quốc rồi ha uh, Có bán con Honor X6 Con này thì không có chính hãng tại Việt Nam Và con này thì nó lại đi theo một cái hướng gọi là dạng Earbuds Chứ không phải là dạng in-ear Thì mình thấy nó cũng lạ Và đặc biệt nó còn được quảng cáo là nó có cái bộ giải mã âm thanh chất lượng cao DSP Và được chứng nhận bởi một hiệp hội gọi là Golden Ears là đôi tay vàng của bên Trung Quốc đó các bạn nghe thì nghe cũng hơi phê phê rồi đó cho nên là mình thử mình mua về coi coi nó như thế nào ha thì cái mức giá của con này ở trên Shopee mình mua được với tầm giá là khoảng 450.000 đồng một con số gọi là khá là dễ tiếp cận so với nhiều người ha rồi thì không để các bạn để lâu nữa bây giờ mình sẽ vô chi tiết Nhìn từ bên ngoài các bạn sẽ thấy là con Honor sau này nó có một cái vỏ hộp thiết kế khá là đẹp và nó bóng toàn bộ luôn các bạn Và chính vì nó bóng như vậy thì nó để lại khá là nhiều dấu mồ hôi và vân tay ha à, Cái phiên bản mà mình chọn là cái phiên bản màu tím Nó có hai phiên bản là phiên bản màu trắng và phiên bản màu tím Nhưng mà mình chọn màu tím À, lý do là tại vì mình lý do mình ăn e màu trắng thì ngoài cái việc là nó trầy dễ thấy thì còn một lý do nữa lát nữa mình sẽ tiết lộ cho các bạn thì đây là cái hộp của nó nhìn khá là đẹp nhìn nó tròn tròn như vậy nè đó và khi mở ra thì các bạn sẽ thấy được nguyên hai cái tai nghe bên trong à, cái phần nắp này thì mình thấy cái bản lề của nó khá là tốt tất nhiên là do là giá rẻ cho nên các bạn sẽ không có được những cái tính năng cao cấp chẳng hạn như là khi mà lật xuống vậy thì cái này nó úp lại một số những mẫu tai nghe cao cấp khác thì nó có con này thì không nhưng con này thì được một cái đó là lực hút 500 của cái vỏ hộp này rất là tốt Đây mình demo cho các bạn coi luôn này Mình lắc rất là mạnh luôn mà không thể nào rớt được Thì trong suốt quá trình mình xài đó, thì mình có làm rớt con này một lần đó, rớt xuống cầu thang thì lúc đó nó mới bị bung ra còn nếu mà rớt từ trên xuống hoặc là trên bàn đó, thì nó vẫn giữ chắc chắn được thì đây cũng là một cái điểm cộng ở trên con này đó, đằng trước thì chúng ta sẽ có logo honor nè chúng ta có một cái đèn báo tín hiệu là kết nối còn pin hay như thế nào đó và ở bên dưới thì các bạn sẽ có một cái cổng sạc USB Type-C thì nói chung là bây giờ những con tai nghe mà giá rẻ luôn nha thì vẫn phải có USB-C các bạn bây giờ các bạn mà mua mấy con tai nghe mà vài trăm ngàn mà vẫn còn xài micro USB thì mình không khuyến khích các bạn mua bởi vì mất dây sạc cái mắt công mình lại phải đi tìm mua tai cái dây sạc thì nó rất là mất thời gian rồi đến với nhân vật chính của chúng ta đây tạm thời để cái này qua một bên thì đây chính là mẫu Honor Earbuds X6 đó, nhìn vô thì các bạn biết nó giống gì rồi ha Thì đây nó có một cái thiết kế có thể nói là uh, Giống khoảng 90% so với con Apple AirPods Đó Cái con X5, nè các bạn để ý nha, cái con X5 á, nó dạng India thì nó lại kha khá giống với con AirPods Pro Còn con này thì nó giống con AirPods bình thường hơn Đó, với một cái thiết kế theo có một cái thanh dài xuống như vậy Và cái phần earbud này làm khá là bự nhưng mà cái cảm giác đeo của nó thì mình thấy nó khá là thoải mái và đây đây chính là cái mà hồi nãy mình nói các bạn là mình mua cái màu tím là mà vậy đó các bạn chẳng hạn như nó có màu vàng mình cũng mua nữa mà mình không mua màu trắng bởi vì các bạn biết không mình mà mua màu trắng á, thì đeo ra ngoài thế nào cũng sẽ bị nói ơ mày đeo airbot phát à đó thì thay vì mang tiếng như vậy đó thì bây giờ mình chọn màu khác luôn đó khỏi khỏi bị nói nhìn là biết là con tai nghe khác rồi tại vì airbot hiện tại giờ thì chỉ có màu trắng thôi không hình như có màu đen nữa nhưng mà mình không nhớ rõ thì cái cái lợi thế của cái việc mà làm dạng earbud hay vì dạng in ear đó đó chính là nó thân thiện với cái khoang tai của mình hơn so với in ear ha in ear thì đeo nó sát tai nó chống ồn tốt nhưng mà đeo mà khi anh nghe nhạc khoảng chừng một hai tiếng hoặc là ba bốn tiếng thì các bạn sẽ có một cái cảm giác gọi là bị đau tai bị nhức tai nhiều bạn bị mẫn cảm quá là đeo chừng 15-20 phút là bị rồi Thì cái dạng earbud như vậy sẽ phù hợp với các bạn hơn. thì trong suốt quá trình mình xài khoảng 3 tuần qua thì mình gần như là rất là hài lòng về cái tai nghe này. mình không có một cái um, phàn nàn nào cả. bởi vì đeo rất là thoải mái. Uh, tuy là không bám sát tay như là in ear nhưng mà mình thử giật đầu qua lại và buổi sáng mình có thử mình chạy bộ thì nó vẫn bám tốt vào tay của mình thì tất nhiên cái này nó sẽ gọi là khác với in ear một chút xíu ví dụ như in ear thì nó sẽ cho các bạn những cái y tiếp cái nút tay á tay lớn hay là tay nhỏ các bạn sẽ thay cái nút tay đó và các bạn đeo vô sao cho nó phù hợp với lỗ tay của các bạn nhưng mà cái dạng earbud này thì có một cái đó là thiết kế nó vầy nó là nó vầy luôn không thể nào thay đổi được cho nên đó là nó sẽ tùy theo cái khoang tay của bạn mà nó sẽ phù hợp hơn hay là ít phù hợp hơn ha Thì đối với mình Thì mình là một người có khoang tay trung bình Mình thấy là từ đó giờ mình đánh giá tai nghe Thì cái kiểu tai nghe nào mình mang nó cũng thoải mái hết Chứ không bị quá là khó chịu Thì đối với con X6 này thì mình đeo rất là ok Thoải mái, không có vấn đề gì cả Cái con này có một cái điểm mà mình rất là thích Đó chính là uh, Các bạn cũng biết thì những cái mẫu tai nghe true wireless gần đây á, Thì những cái thao tác Mà người dùng Hay làm ở trên những cái mẫu tai nghe Thường sẽ là gì? Là nhấn chạm bóp hoặc là vuốt thì khi mà bạn mua một cái tai nghe thì thường thì các bạn sẽ ít đọc bản hướng dẫn sử dụng đúng không hoặc là nhiều khi nó cũng không có luôn tại những cái tai nghe đó dù khi các bạn cũng đọc không được hoặc là tiếng trung quốc các bạn đọc cũng không được thì ở đây nhà sản xuất làm thêm một cái g một cái lõm như vậy cho các bạn luôn phân biệt à thì ra trên nguyên một cái thanh dài như vậy nè không phải chạm dưới đây đâu không phải chạm ở giữa đâu mà cứ chạm đúng vô cái phần lõm như vậy là các bạn có thể thao tác được trên cái tai nghe này và mình chỉ cần mất mất khoảng chừng nửa tiếng kết hợp với việc là cái này nó có ứng dụng thì mình đã làm quen được với những cái thao tác trên đây rồi thì trên con X6 này sẽ có hai cái thao tác chính rất là đơn giản thôi đó là nhấn và nhấn giữ lâu đó nhấn nhấn giữ lâu và các bạn có thể gán cho nó những cái tác vụ khác nhau chẳng hạn như là uh, qua bài nè nhận cuộc gọi nè hay là gọi xong tắt giữa chừng nhấn giữ lâu cũng được nói chung là có ạp cho các bạn lựa chọn ha. Đây một cái yếu tố mà mình đánh giá khá là tốt trên cái mẫu tai nghe này. đã nói về cái thao tác đó thì một cái điểm khá là hay nữa đó chính là nếu như mà các bạn cũng biết là trên những cái mẫu tai nghe mà đặt tiền á chẳng hạn như là AirPods hay là những cái mẫu tai nghe Huawei Xiaomi mà từ triệu mấy hai triệu trở lên đó thì có một cái tính năng gọi là kết nối tự động với đến với cái điện thoại mà cùng hãng á chẳng hạn như là Uh, các bạn xài iPhone, các bạn mở con AirPod ra thì trên màn hình nó sẽ hiển thị một cái màn hình đúng không? thì trên con tai nghe giá rẻ này vài trăm ngàn thôi nhưng mà cũng có tính năng đó nếu như các bạn xài điện thoại Honor nha. Hôm bữa thì mình đã đánh giá con Honor Magic 5 Pro này cho các bạn rồi, mình sẽ để cái đường link ở đây. Nếu như bạn nào quan tâm đến con điện thoại này thì có thể coi lại ha. thì ngay lập tức khi mà mình vừa mua cái tai nghe này về, mình mở cái nắp hộp ra thôi thì ở trên cái màn hình của cái máy đã đã hiện lên là bạn có muốn kết nối với cái tai nghe Honor X6 này hay không và hiện luôn cả dung lượng và phần trăm pin của cái này thì mình thấy cái đó khá là hay tất nhiên nếu như mà bạn nào á mà không xài điện thoại Honor thì các bạn cũng hoàn toàn có thể lên chở ứng dụng và các bạn tải ứng dụng gọi là Honor AI Space về để các bạn có thể thao tác với chiếc tai nghe này đó đây cũng là một cái điểm cộng ha mức giá tầm 400.000 mà có app đầy đủ có và khi mà các bạn vào app đó thì nó sẽ cho các bạn coi khá là nhiều thứ ha. Đây mình show cho bạn coi luôn là cho các bạn coi được đó là à, cái tai nghe này màu gì nè, rồi có nâng cấp phần mềm nè, rồi pin trái phải pin của hộp sạc và có luôn cả chỉnh EQ nữa. Ồ oh tai nghe giá rẻ mà có chỉnh EQ luôn. Thì ở trên con tai nghe này các bạn có thể chỉnh tới 4 loại khác nhau là cơ bản hay là tăng cường bass hay là ấm hay là tăng trep lên thì cái này là do các bạn ha. Và có luôn cả những cái thứ khác chẳng hạn như là tìm tai nghe nè hoặc là những gán lệnh như hồi nãy mình có nói cho các bạn á, nhấn giữ lâu hoặc là nhấn nhẹ thì nó sẽ như thế nào. Một cái điểm khá là hay trên chiếc tai nghe này. Con tai nghe này à, mình đọc trên trang web của hãng sản xuất thì chiếc tai nghe này có cái màng loa kích thước là 10 mm cái driver 10 mm và có phủ titanium ừ, nghe hoành tráng luôn à, và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm một cái bộ giải mã uh, một cái bộ giải mã âm thanh DSP năm à, mình có google thử thì cái bộ giải mã này là một bộ giải mã khá là chất lượng thì cũng đã từng xuất hiện trên những con tai nghe đắt tiền hơn khoảng chừng một uh, triệu mấy cho tới 2-3 triệu thì cũng sử dụng cái DSP này và một điểm nữa là nó có kết nối Bluetooth 5.3 thì cái việc mà có Bluetooth 5.3 thì khi các bạn xài những cái mẫu điện thoại đời mới mà có hỗ trợ đó thì nó sẽ giúp cái việc đó là hạn chế cái việc delay trong lúc các bạn coi YouTube, coi phim hoặc là khi mà các bạn chơi game đánh giá luôn về cái chất âm của con này á thì uh, trong suốt khoảng thời gian qua mình dùng tai nghe này thì mình xài ở trên ba ứng dụng chính cái đầu tiên đó là YouTube Premium Uh, YouTube Premium thì các bạn coi một số những cái video thì cái chất lượng âm thanh nó cũng cải thiện hơn so với Youtube thường ha à, ngoài ra thì mình có nghe Spotify và có nghe luôn cả Zing MP3 Zing MP3 thì mình cũng mua gói gói uh, gọi là Zing Premium á uh, có nghe được luôn nhạc chất lượng cao mình nghe trong suốt 3 tuần qua thì các bạn cũng biết rồi mình không phải là một người uh, nghe quá chuyên nghiệp như là bạn Vũ uh, không có biết uh, những cái quá nhiều nhưng mà đối với một người nghe bình thường như mình đi thì mình cảm nhận được con tai nghe X6 này là một con tai nghe thiên sáng nó sẽ phù hợp nhất khi các bạn nghe thứ là nghe tin tức nè nghe đài nghe postcard và nghe những cái bản nhạc à, thiên hướng về vô cầu nhiều hơn cái âm sáng cái âm của nó nó rất là sáng và độ chi tiết nó cao à, tất nhiên nó vẫn có base nhưng mà base của nó đánh chỉ ở mức gọi là vừa đủ à, cho các bạn nghe thôi chứ không phải nào gọi là hùng hồn và rất là lực Dành cho những bạn nào mà thích EDM, thích rock, thích rap hay là thích mix những cái dạng mà nhạc trẻ đó Thì các bạn sẽ uh, thấy cái bass này nó chưa có đủ Nhưng mà đối với mình đi, mình không phải là một người quá là nghe bass Thì mình thấy như vậy đã là ok rồi Tất nhiên các bạn có thể vào cái phần một EQ bên nãy mình có nói để chỉnh cái bass lên Cái chế độ mà nghe tăng cường bass đó Nhưng mà nó cũng không quá là nhiều Nó chỉ ở mức gọi là khoảng chừng 6 điểm thôi theo mình vậy Còn ngược lại thì vô cùng rất là tốt ha thì các bạn có thể cân nhắc điều này đến với khả năng chống ồn của chiếc tai nghe này thì ngược lại so với con X5 hình như mình thấy là Honor ra hai con này cùng một thời gian thì cái con X5 là cái con in in nó hướng vào cái việc gọi là chống ồn nhiều hơn con nó có luôn cả chống ồn chủ động ha thì cái con này thì mình không thấy đề cập tới chống ồn ANC ở trên website của hãng nhìn trong hộp cũng không thấy có thì mình nghĩ con này chỉ có chống ồn môi trường mà thôi thì thật sự mà nói, um, nếu như các bạn mà nghe ở trong môi trường văn phòng đi, các bạn ngồi làm việc các bạn nghe ở mức âm lượng là 80 cho tới 90% thì nó cũng gần như là loại bỏ được những cái âm thanh tiếng động bên ngoài chẳng hạn như là tiếng máy photocopy cũng nghe nhỏ nhỏ chút xíu vẫn nghe nha các bạn. Nhưng mà tiếng bàn phím thì mình cũng không có nghe được thì vẫn giữ cho mình cái sự tập trung ổn nhất để mình làm việc. Nhưng nếu như các bạn cầm cái tai nghe này mà các bạn chạy xe ngoài đường đặc biệt là chạy xe ngồi ráp ngồi đằng sau mà đeo này tai nghe thì dù các bạn có mở một trăm phần trăm thì tất nhiên rồi cái dạng này nó không không phải là dạng in ear nhét thẳng vô tay vẫn còn cái lỗ chỗ trống á thì các bạn vẫn nghe được cái 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 tiếng ồn bên ngoài chẳng hạn như là tiếng xe bus tiếng còi tiếng này tiếng kia nhưng mà mình thấy là nó cũng không ảnh hưởng quá là nhiều bạn nào mà cực kỳ nhạy cảm với tiếng ồn mà cần chống ồn tuyệt đối á, thì mình nghĩ là những ngỗ tai nghe in ear có chống ồn chủ động ANC sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn cho các bạn còn cái này thì chống ồn chỉ ở mức trung bình mà thôi đó do kích kết cấu của nó nó vậy rồi cái tai nghe này giá rẻ nó tập trung vào việc gọi là đánh vào chất âm vào việc có bộ giải mã chất lượng cao cho nên nó sẽ loại bỏ cái ANC ha nói về các khả năng chơi game thì sao thì mình thấy khá là ấn tượng ở trên con tai nghe này thứ nhất là nó có trang bị cái bluetooth 5.3 nó hạn chế độ trễ rồi và khi mà mình dùng cái tai nghe này mình test ở ba cái điều kiện khác nhau. Đầu tiên là xem phim đi, thì mình thấy cái khẩu hình miệng của diễn viên so với cái tiếng mình nghe được đó thì nó không lệch. Uh, mình chưa test quá nhiều những loại phim khác nhau nha, nhưng mà mình coi khoảng 3 bộ thì mình thấy nó không lệch và mình nghe vẫn hiểu, vẫn ok chứ không có bị gọi là bị cảm thấy khó chịu giống như là hình đi trước rồi tiếng mới đi sau. Đó là về coi phim. Cái thứ hai là về chơi game. Những cái tựa game mà dạng phiêu lưu như là Genshin Impact hay là uh, chơi cờ TFT thì khỏi phải nói rồi ha. Nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Mình chơi qua Call of Duty Mobile hoặc là PUBG Mobile đi thì độ trễ nếu như mình soi cực kỳ kỹ thì nó vẫn có nha các bạn. Uh, những hãng sản xuất Trung Quốc họ hay nói là độ trễ cực kỳ thấp gần như bằng không không có trễ luôn là xạo. À, bởi vì đã là không dây mà còn bluetooth nữa thì thế nào cũng có độ trễ mà thôi, chỉ khác nhau ở chỗ là có độ trễ ít hay là độ trễ nhiều thôi. Thì con này mình đánh giá là có mức độ trễ thấp. À, khi mà mình chơi cái tiếng súng, khi mà mình nhấn vào cái nút á với cái với cái mình nghe được á, thì nó không lệch nhau quá là nhiều. Nó vẫn rất là chuẩn, mình vẫn nghe được tiếng bước chân của địch và mình có thể bắn được chính xác thì mình thấy cái tai nghe này nó khá ok. Và cuối cùng là về thời lượng pin một mẫu tai nghe giá rẻ hãng sản xuất nói là chiếc tai nghe này có thể nghe lên liên tục được 9 tiếng đồng hồ và nếu như kết hợp với hộp sạc thì lên được tới 40 tiếng thì tính đâu ra là khoảng chừng gần 2 ngày ha, 2 ngày ừ. nghe liên tục khá là châu bò Thì mình cũng chưa có test tới cái mức độ đó nhưng mà mình thấy con số 9 tiếng là không đúng Nhưng mà nó cũng ở mức gọi là khoảng chừng 70% rồi các bạn Ví dụ như mình có một ngày mình đã đeo chiếc tai nghe này sạc đầy Mình nghe từ 8 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều thì mới bắt đầu báo pin yếu thì mình thấy đây là một cái mức khá là ổn so với những cái mẫu tai nghe True Wireless ha. Tất nhiên là khi các bạn hết pin rồi các bạn bỏ vô hộp sạc khoảng chừng nửa tiếng sau là các bạn có thể nghe 15 phút thôi là các bạn có thể nghe được thoải mái rồi. Và đúng là trong thực tế thì chúng ta không thể nào mà chúng ta nghe liên tục từ sáng tới chiều được. Thứ nhất nó hại tai, chứ lại thứ hai là uh, nó cũng không có tốt lắm. Thì các bạn cứ thoải mái mà cho nên sau ba tuần mình trải nghiệm thì mình đánh giá là các bạn cứ thoải mái đeo cái tai nghe này nghe thoải mái đi nghe xong bỏ vô hộp sạc xong lấy ra nghe tiếp và tới cuối ngày về sạc một lần cho nó là ổn rồi chứ đừng có nghe theo nhà sản xuất là à, để được hai ngày mới sạc một lần ha yếu tố tiếp theo mà mình muốn nói về cái tai nghe này đó là về khả năng nghe gọi của nó như thế nào thì mình đánh giá là tạm ổn à, với tầm giá 400 trăm ngàn thì có thể nói là tốt nhưng mà chắc chắn là sẽ không thể nào tốt được bằng những cái à, tai nghe chuyên về đàm thoại và đắt tiền hơn có 3 micro hay 4 micro và có luôn chống ồn ha Mức độ mình có thể gọi là nghe gọi tốt khi mà mình ở trong môi trường trong nhà và đi ra ngoài đường không quá ồn thì vẫn nghe được nhưng mà nếu như mà trong những giờ cao điểm kẹt xe quá nhiều hoặc là tiếng còi quá lớn thì chắc chắn là sẽ không nghe tốt rồi còn về cái độ ổn định khi nghe thì mình thấy nó ok bởi vì nó có bluetooth 5.3 cho nên mình nghe nó khá là ngon lành với tầm giá khoảng chừng dưới 500 ngàn đi ha tùy theo các bạn có code hay không có code Honor X6 theo mình đánh giá là một mẫu tai nghe khá là đáng mua à, dành cho các bạn nào có một cái hầu bao nó vừa phải kho, không muốn lên cái tầm giá khoảng chừng 1 triệu hay là hai ba triệu gì đó các bạn học sinh sinh viên thì đây là một sự lựa chọn khá là tốt cho các bạn à, nếu như các bạn cần một mẫu tai nghe thứ nhất là nó nhẹ thứ hai là đeo thoải mái thời gian dài thứ ba là nghe à, nhạc Nhẹ ok, nghe bóp ok, nghe postcard ok và không cần gọi là quá nhiều bass đó, thì chiếc tai nghe này là một sự lựa chọn phù hợp cho các bạn ha à, Ngoài ra thì chơi game cũng ổn, nghe gọi cũng ổn, chống ồn thì hơi kém một tí bởi vì nó không có chuyên Còn lại thì mình thấy không có gì phải đáng chê trách về mẫu tai nghe này Rồi và đó là tất cả những gì về mẫu Honor X6 Uh, bạn nào có câu hỏi nào về mẫu tai nghe này hoặc là muốn mình đánh giá những cái mẫu tai nghe giá rẻ khác thì hãy để để lại comment bên dưới mình sẽ xem và trả lời các bạn nha nếu các bạn thấy video này hay hãy để cho mình một like share và subscribe nha cảm ơn các bạn rất là nhiều.